Rồi con nghe được gì nói cô nha. Hi mày. Hi mày. Rồi con nghe được gì nào? Hi mày, đúng rồi, bắt đầu ghi đi Ken ơi. Hi mày. Hi mày. Rồi Alice xong rồi, Ken xong chưa con? Hi mày. Hi mày. Hi mày. Rồi. Câu tiếp theo nè. Where's Tom? Where's Tom? Rồi. Con nghe được gì nào? Đúng rồi, where's Tom? Where's Tom? Có chữ S nha con, where is Tom? Nhưng viết tắt thành where's Tom? Where's Tom? Where's Tom? Where's Tom? Where's Tom? Where's Tom? Rồi, chính xác không biết nha con. Where's Tom? Rồi, con xem bạn trả lời xem Tom đang ở đâu này. He's in the classroom. He's in the classroom. Rồi, he gì con? He's in the classroom. Classroom, chứ sao classroom được con? He's in ha. He's. Sau đó thêm chữ nối với chữ in thành đọc thành he's in nha. He's in the classroom. He's in the classroom. He's in the classroom. Anh ấy đang ở trong phòng học ha. He's in the classroom. 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 Xong rồi. Xong rồi, Ken xong chưa con? Dạ rồi, con xong nãy giờ. Tiếp theo. Con có biết nha cô. What's he doing? What's he doing? Rồi. What's he doing? Đúng rồi, con ghi vào. What's he doing? What's he doing? Em còn chơi. What's he doing? What's he doing? Anh ấy đang làm gì? What? How? What's he doing? Chữ what tận cùng là s ha, nối với chữ he ha, thì nghe đọc là what's he, what's he, what's he doing? What's he doing? What's he doing? Con của cô, con mình. Tập trung viết nào Ken ơi. What's he doing? Rồi xong rồi, con nghe xem bạn trả lời. He's reading. He's reading. Rồi. Rồi, rồi con ghi vào. He's reading. He's reading. He's reading. He's reading. He's reading. He's reading. Anh ấy đang đọc ha. Dạ rồi. He's reading. He's reading. He's reading. He's reading. Rồi, tiếp theo. Tụi con xuống dòng này. What are you reading? What are you reading? Rồi. What? À không nghe rõ, con mở lại nhé. What are you reading? What are you reading? What are you reading? Đúng rồi, what xong rồi đến chữ a, xong người ta nối lại với nhau là water. Ha, water và đọc đọc rút gọn là water ha. What are you reading? What are you reading? What are you reading? Reading nha con, reading là đang đọc gì đấy ha. What are you reading? What are you reading? What are you reading? What are you reading? Rồi, giỏi quá. Bạn đang đọc gì đấy, con xem bạn trả lời này. I'm reading a book. I'm reading a book. Rồi. I'm reading a book. Book. Nhớ có chữ k đằng sau nữa con ạ. Tớ đang đọc một quyển sách. I'm reading a book. 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 Rồi, giỏi quá tụi con ơi. À, con xuống dòng nào. Let's play football, Tom. Let's play football, Tom. Let's play football, Tom. Đúng rồi, con ghi vào.
Let's ha, phải có chữ phẩy s ha. Chúng ta hãy ha, play football là đi chơi đá banh. Let's play football, Tom. Chúng ta hãy chơi đá banh đi, Tom. Let's play football, 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 Tom. Rồi, giỏi quá tụi con ơi. Tiếp theo, xem bạn Tom trả lời là có đi hay không đây. Great idea. Great idea. Great idea ha. Xong rồi bạn nối lại với nhau thành great idea. 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 Rồi xong rồi. Great idea có nghĩa là ý kiến hay đấy nha tụi con. Rồi tụi con xuống dòng đi. Rồi nào bắt đầu nghe nha tụi con. Where's Linda? Where's Linda? Đúng rồi, where's Linda? Where là dùng để hỏi ở đâu ha? Where ở đâu ha? Where's Linda? Linda thì ở đâu? Where's Linda? Where's Linda? Where's Linda? Dạ rồi. Where's Linda? Rồi, tiếp theo. She's in the library. She's in the library. Rồi, she's in. Đúng rồi, mà Ken đọc to lên cô nghe xem nào. Cô nghe lại lần nữa. She's in the library. She's in the library. Đúng rồi. She's in the library, đúng không? Mà đọc nhanh nối lại với nhau là She's in the library. She's in the library. She's in the library. Cô ấy đang ở thư viện ha, cô ấy thì ở thư viện. She's in the library. She's in the library. She's in the library. Rồi, library. Library bị quên à con? Library con chưa nhớ. Library chưa nhớ. Library con chưa nhớ hả? Để cô viết cho tụi con coi. Cô viết là cô chát cho nó lẹ con. Thôi cô viết đây cho nó to con ạ. Line nè con, line. Library đấy con. Xong mình đọc là library ha, library. 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 She's in the library. She's in the library. She's in the library. Xong rồi, tiếp theo nha tụi con. What's she doing? What's she doing? Rồi, what gì con? What's she doing? Giỏi lắm, cô ấy thì đang làm gì? What's she doing? What's she doing? Chữ what's này có phải S nha con. Nhưng mà đằng sau là có chữ she, cũng có chữ S, cong môi cho nên là mình sẽ không nghe thấy cái chữ phải S này ha. What's she doing luôn. Để rồi. What's she doing? What's she doing? À, nhớ viết chữ what có phải S nha con. What's she doing? What's she doing? Rồi, con nghe xem cô ấy làm gì đây. She's reading a book. She's reading a book. Rồi. Con nghe được gì? She's reading a book. Book. Nhớ có chữ cờ đằng sau nha. She's reading a book. She's reading a book. Cô ấy... cô ấy thì đang đọc một quyển sách. She's reading a book. Reading a book. She's 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 reading a book. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp theo tụi con ơi. Where's Norm? Xuống dòng nha tụi con. Where's Norm? Rồi. Đúng rồi, con ghi vào. Nam thì đang ở đâu? Where's Norm? Where's Norm? Where's Norm? Where's Norm? Where's Norm? Rồi, tiếp theo, con xem bạn đang ở đâu. He's in the classroom. He's in the classroom. Rồi. He gì con? He's in the classroom.
He's in the classroom. Anh ấy thì đang ở trong lớp học. He's in the classroom. He's in the classroom. He's in the classroom. He's in the classroom. Classroom, tụi con nhớ cách viết không? Lớp 3 đã học rồi. The last 2 chữ S, room là 2 chữ O. He's in the classroom. He's in the classroom. He's in the classroom. Rồi, tiếp theo. What's he doing? What's he doing? Rồi. What's she hay là what's he? What's he doing? Đúng rồi, anh ấy đang làm gì mà anh ấy đúng không? Đâu phải là chị no. Làm gì? Đúng rồi. Xong rồi mình chữ S đó mình nối với chữ he, xong mình đọc là she, nhưng mình không có đọc cong môi, không đọc là she, mình đọc là she thôi. What's he doing? What's he doing? Là anh ấy nha, không phải cô ấy đâu. What's he doing? What's he doing? What's he doing? What's he doing? Ken viết xong chưa Ken ơi? Con viết và con chép cho cô. What's he doing? What's he doing? Anh ấy đang làm gì ha? Nối chữ S ở chữ what với chữ he, đọc thành chữ C ha. What's he doing? He's in the classroom. What's he doing? Nào con nghe xem bạn, anh ấy đang làm gì? He's writing a dictation. He's writing a dictation. Rồi, con nghe được gì? Đúng rồi. He's writing a dictation. Có nghĩa là anh ấy đang viết một bài, đang chép một bài chính tả. He's writing a dictation. He's writing a dictation. Rồi, he's writing a dictation. What's he doing? Đúng rồi. Chữ dictation thì con nhớ cách viết không? Không nhớ. He's writing a dictation. He's writing a dictation. What's he doing? He's writing a dictation. What's he doing? He's writing a dictation. What's he doing? He's writing a dictation. He's writing a dictation. He's writing a dictation. Ờ, chữ này có cần cô viết cho không? Dạ, con biết rồi. À, giỏi vậy, đầu tiên là chữ dict này, sau đó đến chữ tay này, sau đến chữ shun ha. Bài chép chính tả là dictation ha. À, writing thì như thế nào? Writing a dictation ha. Dry ha. Chữ W này không đọc nha, mình đọc cái chữ dry nè. Writing a dictation. À, con nghe này. Cái này là khó nha, từ mới của bài. He's writing a dictation. He's writing a dictation. Rồi, xong, tụi con xuống dòng viết đoạn tiếp theo nào. Còn 2 câu nữa thôi. Where's Peter? Where's Peter? Rồi, con nghe được gì nào? Where's Peter? À, tụi con ghi vào. Đúng rồi, where's Peter? Where's Peter? Peter đang ở đâu? Where's Peter? Where's Peter? Where's Peter? Where's Peter? Peter tên... Tên của bạn hả? Peter nào, Peter. Rồi, where's là nhớ phải có phải S nha tụi con. Where's Peter? Where's Peter? Where's Peter? Where's Peter? Rồi xong chưa tụi con? Xong rồi, tiếp theo. He's in the computer room. He's in the computer room. Rồi. Computer room, đúng rồi. Anh ấy ở trong phòng máy tính thì mình nói sao? He's in the computer room.
He's in the computer room. He's in the computer room. À, tụi con nghe được chưa đã? Dạ rồi, nhưng mà con biết là cho con được. Con biết là He's. Rồi, he. Anh ấy thì ha, he's in the ha. Lúc nãy anh ấy ở trong phòng nào đó, mình dùng cái cấu trúc này và mình nối cái chữ S vào cái chữ in thì mình đọc là zin ha. He's in the ha computer room. Rồi, con thấy không? He's in the computer room. Chữ computer con nhớ biết không? Con của cô nói computer. Computer room ha. Rồi, để con viết nào đi. He's in the computer room. Anh ấy thì ở phòng máy tính. He's in the computer room. 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 Rồi, con xem mà bạn hỏi cái gì tiếp đây. What's he doing? What's he doing? Rồi. What's he doing? Đúng rồi, what's he doing? Sau đó mình nối cái chữ S vào cái chữ he ha, mình đọc thành what's he doing? 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 Hay xong rồi. What's he doing? What's he doing? Là anh ấy đang làm gì nha, không phải là she là chữ cô ấy đâu nha con. What's he doing? What's he doing? What's he doing? Thế rồi. À, con xem anh ấy đang làm gì đây. He's listening to music. He's listening to music. Rồi. He's listening to music. Đúng rồi, he listening to music. Anh ấy đang nghe nhạc. He's listening to music. 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 Rồi, chút xíu chụp hình bài gửi cho cô nha. Giỏi quá. Giỏi quá tụi con ạ.